chiếc máy bay tư nhân đầu tiên của người Việt do chính tay người Việt cầm lái. Trong đoạn clip hậu trường mới ra mắt, nhà sản xuất phim Công Tử Bạc Liêu đã tiết lộ kinh phí và khâu sản xuất mô hình chiếc máy bay tư nhân đầu tiên của người Việt do chính người Việt cầm lái. Theo nhà sản xuất, chiếc máy bay trên phim được tái hiện theo đúng tỷ lệ 1:1 với phiên bản trong quá khứ nhằm thể hiện đời sống thượng lưu của Công Tử Bạc Liêu. Công Tử Bạc Liêu có chiếc máy bay tư nhân đầu tiên và chính cậu là người cầm lái. Nó là một trong những cái giai thoại mà ekip xem như là một cái thách thức và một cái mong muốn mà ekip sẽ phải làm thật tốt chiếc máy bay. Cái cảnh này nó là một trong những đại cảnh mà Thắng tâm đắc nhất và Thắng luôn luôn mong muốn nó sẽ phải được tốt nhất. Nên là ngay từ lúc làm kịch bản, bắt đầu tiền kỳ và chuẩn bị, mình luôn luôn rất là trăn trở và đi tìm tất cả cái nguồn sử liệu, những nguồn dữ liệu về nó. Wow, nó không như những gì mình nghĩ. Một cái máy bay rất là to, rất là sát với phiên bản 1:1. Cho nên là mình thấy cảm giác là cái hình của bản real và cái ở ngoài đời nó không khác gì luôn mọi người. Nó có những cái chi tiết nhỏ ở trong cái mặt đồng hồ hay là những cái tay cầm, cánh quạt hay là mọi thứ. Nếu như để nhìn không thì không thể biết được đây là một cái máy bay chỉ có thể đặt một chỗ và kéo đi, chứ sẽ dễ bị nhầm lẫn một cái máy bay thiệt. Thì thật sự mình khá là bất ngờ với cái sự hoành tráng, với cái sự đầu tư tỉ mỉ của bộ phim này và đặc biệt là các anh thiết kế thật sự làm quá xuất sắc. Không chỉ là biểu tượng trong phim, chiếc máy bay tư nhân này còn được chọn làm tâm điểm của buổi ra mắt phim Công Tử Bạc Liêu diễn ra vào ngày 3 tháng 12. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một mô hình máy bay khổng lồ xuất hiện tại buổi công chiếu phim tại Việt Nam. Ekip sản xuất Công Tử Bạc Liêu cho biết muốn khán giả không chỉ xem một bộ phim mà còn phải thực sự được sống trong những tháng năm của thế kỷ 20. Chiếc máy bay tại buổi họp báo là cách nhà sản xuất đưa khán giả vào không gian của bộ phim, nơi mọi chi tiết đều mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Phim Công Tử Bạc Liêu dự kiến khởi chiếu từ ngày 6 tháng 12.